Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cái thao tác cuối cùng là cái thao tác liên quan in ấn báo cáo dữ liệu thuế khóa biểu và những cái thao tác trong quá trình chúng ta điều hành thuế khóa biểu và chuẩn bị cho cái đợt học tiếp theo. Tôi sẽ trình bày một vài cái chính ở trong cái bước này. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cùng nhau xem xét một trong những cái tính năng mà rất hay có ở trên thực tế, tức là trong khi chúng ta đang làm việc có biểu trong năm học thì có những thay đổi về nhân sự, một giáo viên có thể nghỉ chuyển đến nơi khác hoặc một giáo viên khác từ nơi khác đến, và cái việc mà giảng dạy sẽ được chia sẻ thay đổi trong nhà trường. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Thì chúng ta lại xóa đi và chúng ta sẽ làm lại cái bảng phân công và chúng ta xếp lại à? Như vậy là không được, và phần mềm có hẳn một tính năng để thực hiện những cái điều đó. Đó là cái tính năng ở trong từ đơn công cụ, tính năng có tên là các công cụ trên bảng phân công giảng dạy. Đây là những cái tính năng rất quan trọng mà hay dùng trên thực tế. Chúng ta vào xem thử chức năng này. Thế đây là cái tính năng, nó có bao gồm có năm cái tính năng chính. Chúng ta gọi nhanh là chuyển giao đơn, chuyển giao kép, chuyển giao đầy đủ, chuyển giao ghép và chuyển giao ghép song song. Chẳng qua cái tên gọi thôi, nhưng bản chất đó là những cái trường hợp cụ thể trên thực tế khi một giáo viên có thể thay đổi và chuyển cái phân công của mình từ lớp này sang lớp khác. Chúng ta hãy xem thử một cái trường hợp thôi. Còn các trường hợp khác là tương tự. Giả sử chúng ta xem cái tính năng thứ ba là chuyển giao đầy đủ, là một giáo viên A nghỉ hẳn dạy và bàn giao công việc cho các giáo viên khác. Chúng ta hãy cùng nhau xem thử cái chức năng này. Chúng ta chọn cái chức năng chuyển giao đầy đủ và bấm thực hiện. Khi đó phần mềm sẽ yêu cầu chúng ta lựa chọn cái giáo viên mà sẽ, giả sử cô giáo Vân chẳng hạn, là cô giáo sẽ được chuyển sang cái trang trường khác và cần bàn giao lại cho một số giáo viên khác ở trong trường mình. Hiện nay giáo viên Vân đang có 5 tiết trên lớp học của mình cần chuyển giao. Chúng ta sang bước thứ hai. Đây chính là cái cô giáo này là dạy địa lý cho 5 lớp 8A, 8B, 8C, 9C, 9D và chúng ta cần phải chuyển giao. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta sẽ tìm cái giáo viên để chuyển giao. Để chuyển giao cho cô Nga. Ở đây cũng là cô Nga nữa, thì đây ví dụ cô Nga ở chỗ 8C đã chuyển giao cho Bùi Tuyết Trinh, ở lớp 9C chuyển giao cho Lâm Thùy Dương, ở lớp 9D chuyển giao cho Hoàng Thị Hạnh. Tôi lấy ví dụ thôi. Như vậy là giáo viên này sẽ được chuyển giao 5 tiết trên 5 lớp và chuyển giao cho 5 người, 4 người khác như thế này. Phần mềm sẽ tự động làm các công việc mà hiển thị tính năng. Phần mềm sẽ tự động hiển thị giáo viên thời khóa biểu của giáo viên gốc và các giáo viên mà đích. Tôi vào sang tiếp tục như này. Đó, thì các bạn thấy nhé. Tường Vân đây. Tường Vân, giáo viên của Tường Vân là như thế này, là cả buổi sáng và buổi chiều nữa. Đó, thì mình chuyển giao là như sau. Giáo viên Nga địa lý đây là chuyển giao 8B sang vị trí này. Phần mềm sẽ tự động chuyển sang với giáo Đào Thị Nga chuyển lên sang đây. Đây là giáo viên Nga đây, đối với Hạnh từ đây sang đây, đối với Dương thì không thể chuyển giao trực tiếp được sang bên này vì chỗ này là cái chỗ mà bị bận, chuyện chúng ta sẽ phải xếp lại cho giáo viên Dương ở bên này. Đấy. Như vậy phần mềm sẽ tự động chọn, và nếu mà giáo viên gốc đích mà là rỗng thì phần mềm sẽ tự động đặt ra cái vị trí vàng ở đây. Chúng ta bấm nút kết thúc. Chúng ta có thể lựa chọn nút vàng sang bên này chẳng hạn cũng được. Đấy.
kết thúc ở bên này chẳng hạn, phần mềm sẽ tự động chuyển sang, chuyển toàn bộ nguyên văn sang bên này và chúng ta sẽ có thể tiếp tục xếp cho cái giáo viên mới ở bên này. Bây giờ tôi sẽ mô tả sang cái phần tiếp theo là những cái lệnh in trực tiếp từ thầy có biểu ra máy in. Thì cái lệnh in đó nằm ở trong cái lệnh là hệ thống in. Chúng ta có hai lệnh in chính là in thầy có biểu lớp, in thầy có biểu của giáo viên. Chúng ta lựa chọn thầy có biểu lớp chẳng hạn. Thì với lớp chúng ta có hai cái dạng in, một là in thầy có biểu cho từng lớp một để phát cho các em học sinh, hoặc là in thầy biểu toàn trường. Thì tôi chọn toàn trường. Khi đó tôi sẽ phải làm tiếp hai cái việc sau đây. Một là công việc tôi chọn cái tùy chọn in trên cái ô thầy có biểu. Chúng ta chọn toàn trường đây thì mặc định nó sẽ in ra là mã môn trên mã giáo viên. Chúng ta có thể đặt lại như là tên môn thôi như này, hay là mã môn cũng được, tùy chúng ta lựa chọn. Thầy biểu lớp mà. Đấy. Kết thúc ở đây. Chúng ta chọn lại cái trang in. Đây là những thông số cho in, chúng ta có thể đặt lại tiêu đề trên, tiêu đề dưới và những cái tiêu đề ở phía trên của cái thầy có biểu. Đặc biệt chúng ta lựa chọn cái thông số là tự động điều chỉnh vừa trang, và đây là cái thông số là 0. Phần mềm sẽ tự động lựa chọn cái chiều ngang của giấy, lựa chọn cái chữ nằm ngang sẽ nằm ngang đây. Kết thúc và chúng ta chọn các lớp sẽ in ra. Nó in, phần mềm sẽ đẩy ra một cái trang in rộng như này và chúng ta sẽ in ra giấy. Tương tự với cái in của giáo viên thì phức tạp hơn, nó có nhiều dạng in hơn. In theo biểu toàn trường hoặc theo từng nhóm, thì tôi muốn in cái thứ biểu của nhóm toán lý thôi, và in theo biểu toàn trường theo một hàng dọc, in buổi sáng cũng như vậy. Tôi lựa chọn cái tùy chọn in toàn trường đây, theo biểu giáo viên lớp giáo viên toàn trường, chọn là lớp 12 như thế này. Đây chúng ta chọn cái quay setup, chúng ta chọn nằm ngang và để chọn tự động điều chỉnh vừa trang, ở đây là số 0 ở đây đó. Và chúng ta lựa chọn giáo viên đó và in, mình sẽ in ra có biểu cho toàn buổi sáng và các giáo viên là một hàng ngang như thế này đó. Chúng ta có thể để cho thuận tiện nhất, chúng ta để chủ động nhất, chúng ta nên thực hiện cái lệnh là chuyển toàn bộ thầy có biểu ra dạng Excel. Khi đó trong cái bảng Excel này có đủ tất cả các dạng thầy có biểu, chúng ta có thể chúng ta có thể chỉnh sửa lại và in ra. Chúng ta lựa chọn nhé, lựa chọn tất cả các thông tin ở đây, thậm chí cả cái thông tin về báo cáo tải dạy ở đây, và chúng ta bấm nút kết thúc. Phần mềm sẽ tự động in ra một cái file Excel và sau đó sẽ tự động mở ra, chúng ta có thể xem được tất cả những khuôn dạng. Thì các bạn hãy xem, có thể xem rất nhiều cái thông tin khác nhau. Các cái thông tin khác nhau như thế này, rất nhiều khuôn dạng khác nhau có thể in ra được, có thể có biểu khuôn dạng là tiêu biểu của trường mình. Bây giờ tôi sẽ mô tả một cái thao tác cuối cùng, một tính năng mới nhất mới được tích hợp vào phần mềm và phiên bản TKB 1.0, đó là tính năng là kết nối tự động với trang cùng học. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà chúng ta là nếu tôi là tác giả của phần mềm TKB có bản quyền, thì đó tôi sẽ chỉ cần đăng ký một cái tài khoản miễn phí trên trang cùng học. Chúng ta hãy xem thử cái trang cùng học. Thì khi đó tôi sẽ có toàn quyền và sẽ được có cái tính năng là có thể đẩy được cái TKB lên một cái trang. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là có cái trang thông tin TKB. Cái trang này là cái trang mà cho phép và chúng ta là đẩy thông tin từ thử biểu cho mình lên cái trang này, và mỗi một trường là một cái website. Và việc đẩy này là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta hãy xem thử nhé. Tóm lại, và mình chúng ta hãy cùng nhau xuất bản cái thầy có biểu này, mang đến chi này lên trên trang cùng học nhé. Chúng ta vào hệ thống chọn tính năng là kết nối cùng học ở đây. Rồi chúng ta sẽ làm 3 bước. Bước 1, chúng ta nhập cái tên truy cập và mật khẩu của ta và đăng nhập. Phần mềm sẽ tự động mà kết nối internet và đăng nhập vào cái trang cùng học. Thì nghiễm nhiên cái tên này sẽ là cái tài khoản
quản trị cái trang của chúng ta. Thì chúng ta lựa chọn bước thứ hai là lựa chọn những cái thông tin về trang của chúng ta, tạo mới một trang hay là cập nhật trang cũ, chọn cái tỉnh thành phố, chọn cái quận huyện và chọn cái kiểu của trường, chọn cái mã trường, chọn mã trường đây là một chẳng hạn, là trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi chẳng hạn, chọn cái thời gian thực hiện, thời gian bắt đầu của hoạt động của thầy giáo biểu kết thúc ở đây, và chúng ta chọn đăng ký hai, bấm nút xuất dữ liệu, phần mềm sẽ đẩy toàn bộ dữ liệu của chúng ta từ máy tính và đưa lên trang và vào ngay cái trang, đây là chính cái trang nhà trang của trường cơ sở Mạc Đĩnh Chi ở đây, và đây chính là cái địa chỉ trang của chúng ta, và bất cứ một người nào trong trường chúng ta có thể truy cập vào đây và xem thầy biểu. Ví dụ chúng ta xem thầy biểu ở đây là sách các môn học, danh sách lớp học, giáo viên, và chúng ta có thể xem thầy biểu của từ giáo viên một vào đây chẳng hạn, và ta xem từ giáo viên một, xem thầy biểu của Nguyễn Phi Điệp chẳng hạn, đây thầy biểu của Phi Điệp đây, và xem theo từng lớp chẳng hạn, chúng ta chọn lớp học, chọn lớp 7D chẳng hạn, thể hiện thầy biểu của 7D. À, chúng ta có thể bấm vào đây và xem gì khác nữa, ví dụ là chúng ta xem thực biểu toàn trường theo lớp buổi sáng, bấm vào đây và xem được toàn bộ thực biểu của nhà trường mình trong buổi sáng. Còn đây là thực biểu của tất cả giáo viên sáng chiều và cả ngày đây. Thế như vậy là đây là cái trang mà là hoàn toàn là miễn phí, tất cả mọi người đều có thể truy cập vào. Và nếu tôi là người có cái tài khoản trên trang cùng học miễn phí thì tôi có cái phần mềm TKB trên máy tính, thì tôi sẽ nghiêm nhiên là admin của cái trang thực biểu của trường tôi, và ở đó tôi có rất nhiều tiện ích khác có thể diễn vào đây, chúng ta có thể xem những tiện ích. Chúng ta chưa phải vì tôi đăng nhập vào cái tên của tôi, và tôi sẽ là ông chủ của cái trang này, quản trị nhà trường, thì là tôi sẽ có những thể hiện những lệnh như là gửi thông tin TKB cho từng giáo viên, gửi thông tin TKB cho từng trường từng lớp một. Tôi vào đây và tôi có thể gửi thông tin TKB đây. Tôi có thể gửi thông tin cho từng người một. Tôi gửi cho giả sử nhé. Tôi sẽ chỉnh sửa cái bức ngọc này giả sử nhé. Và đây và tôi sẽ chọn là sửa thông tin giáo viên. Đó. Và tôi sửa cái bức ngọc ở đây. Tôi sửa lại là. Thì thông tin, và khi đó tôi sẽ mở cái lệnh này và tôi sẽ gửi thông tin cho từ giáo viên, tôi gửi cho mình Ngọc thôi, để chọn cái sự email hệ thống, phần mềm sẽ dùng cái email này để sẽ gửi thẳng vào cái email của tôi cũng gửi email, phần mềm sẽ gửi một cái email vào cái trong đó chứa cái thư biểu của giáo viên đó đến tên từng giáo viên một. Nhưng đây là cái tính năng cho phép nhà trường, người quản trị đó sẽ dùng cái trang này để ta gửi đến cho từng giáo viên một cái thư biểu của từng giáo viên. Đó là cái tôi vừa trình bày cái bước liên quan đến cái bước cuối cùng. Xin phép được nói thêm một lệnh nữa, tức là khi chúng ta đã kết thúc, chúng ta sẽ phải chuyển sang kỳ tiếp theo. Thì chúng ta không cần khởi tạo lại, phần mềm sẽ có một tính năng là tự động chuyển thời cơ biểu hiện thời sang thời cơ biểu học kỳ tiếp theo, năm học tiếp theo. Bây chúng ta làm thử nhé, bây chúng ta đang học kỳ 2 của năm nay, bây chúng ta sẽ chuyển sang kỳ 1 của năm sau, chúng ta sẽ lựa chọn cái lệnh này. Và chúng ta lựa chọn cái chúng ta đang là cái thuộc tính của trường học, chúng ta đang là học kỳ, chúng ta là học kỳ 1 đây của năm này nhé. Và bây giờ tôi sẽ làm cái lệnh này. Đây là cái lệnh mà khởi tạo dữ liệu kỳ, là từ học kỳ này chúng ta sẽ dùng phần mềm để khởi tạo sau học kỳ tiếp theo. Cho làm thử nhé. Mình ghi lại. Và chúng ta sẽ chuyển sang. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn cái học kỳ, cái năm học cho học kỳ tiếp theo. Lựa chọn cái tên tệp dữ liệu, cái thư mục lưu trữ dữ liệu. Ở bước 1.4, ở bước 2
Bước 2 chúng ta lựa chọn cái việc là nếu mà từ học kỳ 1 sang học kỳ 2 thì chúng ta sẽ có thể giữ nguyên được cái bảng môn dạy hiện thời. Còn từ học kỳ 2 sang học kỳ 1 sang năm chúng ta sẽ phải chuyển đổi bảng môn dạy. Chúng ta muốn đổi giữ nguyên chẳng hạn, chúng ta tiếp tục. Và chúng ta lựa chọn cái người mà học buổi sáng bây giờ sang buổi mới sẽ giữ nguyên theo như học kỳ 1. Và chúng ta có tiếp tục sẽ sang cái bảng tiếp theo. Đây là giáo viên cũ, giáo viên mới, chúng ta lựa chọn. Kết thúc, phần mềm sẽ tự động tạo ra một cái tệp dữ liệu theo kiểu mới, chúng ta không cần tạo nữa, và tệp tệp đó sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin gốc từ bản cũ và sẽ tự động cập nhật các cái thông tin mới trong bảng công mới của trường mình, và chúng ta tạo được một thể có biểu rỗng, và khi đó chúng ta bắt đầu làm công việc tiếp theo là làm bảng phương án dạy và xếp thể có biểu như bình thường. Như vậy là cái tiệp theo các biểu đó chúng ta chỉ nhập cải tạo một lần lần đầu tiên khi chúng ta mua phần mềm theo các biểu, sau đó chúng ta không cần phải làm gì nữa, và cứ mỗi một học kỳ phần mềm có tính năng là khởi tạo dữ liệu cho học kỳ tiếp theo.